đầu tiên cho Hoàng Ánh xin phép được gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể các bạn có mặt trong ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì rất vui khi là được tham gia một chương trình rất là lớn và đại. Thay mặt cho câu lạc bộ ảo thuật vietmagician.com thì mình cũng muốn gửi đến các bạn một vài trò nho nhỏ để giao lưu với cả buổi biểu diễn ngày hôm nay. Trước tiên thì mọi người cũng thấy là trên tay mình là có một cái sợi dây ạ. Và một sợi dây thì bao giờ cũng có hai cái đầu dây. Và nếu như tôi có hai sợi dây thì sẽ có bốn cái đầu dây. Và nếu có ba sợi dây thì sẽ có sáu cái đầu dây. Nhưng mà nếu quý vị chỉ có một sợi dây rưỡi ạ, thì quý vị sẽ có ba cái đầu dây ạ. Tất nhiên đây chỉ là cái đầu dây bình thường thôi ạ, nó không phải là cái gì to ra. Và nó được sinh ra là để làm ảo thuật ạ. Và nó sẽ làm ảo thuật khi nào ạ? Khi mà quý vị tìm ra cái đầu dây này. Vậy là ở đây tôi đã có một sợi dây mà có tới bốn cái đầu dây ạ. Để như vậy thì thật là bất lý. Vì vậy nếu như tôi đóng hai cái đầu dây này lại với cái phần ở dưới này, vậy thì trên tay tôi sẽ có được hai cái sợi dây ạ. Sợi thứ nhất thì ở đây ạ, còn sợi thứ hai thì ở đây. Nếu bây giờ tôi nối hai sợi dây lại với nhau, sợi thứ nhất, rồi đến sợi thứ hai. Vậy là trên tay tôi bây giờ đang có hai cái vòng dây ạ. Và nếu như bây giờ tôi nhập hai cái vòng dây này lại là một ạ, vậy tôi sẽ được cái này. Tất nhiên mọi việc về cái dây này nó chỉ là vấn đề cái nút tắt thôi ạ. Và không để quý vị bực mình thì sau đây tôi xin bật mí một chút ạ. Vì quý vị đều biết rằng tất cả mọi chuyện dây dở trên thế gian này chỉ là vấn đề cái nút thắt. Vì vậy nếu như quý vị có thể làm biến bận cái nút thắt, vậy thì quý vị sẽ thấy rằng sau đây chỉ còn lại một vấn đề duy nhất. Đó chính là cái vấn đề làm sao để nhập được hai cái đầu dây này lại là một điểm như thế này. Còn việc khó hơn ấy, đó chính là thử lại bằng cách nối kép. Tức là gì ạ? Chết quên rồi. Tức là để cho cái đầu dây này nó nằm vắt vẻo trên cái sợi dây ạ. Và cái đầu dây này nó chạy. Và bây giờ trên tay tôi vẫn là một sợi dây với hai cái đầu dây ạ. Bây giờ tôi sẽ thử với một việc khó hơn. Đó chính là việc bây giờ tôi sẽ nhét hai cái đầu dây này vào trong túi quần của tôi. Nhét hẳn vào trong quần đi ạ. Vậy là đây bây giờ tôi đang có một cái sợi dây với cái đầu dây ở trong túi quần đó. Vậy thì quý vị sẽ không thể làm được việc đó chính là thắt ở đây một cái nút. Hay tương tự, nếu như quý vị có một sợi dây, một cái nút ở đây và hai cái đầu dây ở đây, vậy thì quý vị sẽ không thể làm được đó là tháo cái nút này ra. Bởi vì khi cái nút biến mất, tức là cái đầu dây cũng không còn, và sợi dây này trở thành một sợi dây mà nó không có đầu.
Vì sẽ băn khoăn cái đầu dây ở đâu ấy ạ? Nó ở trong túi quần tôi này. Vậy là đây cũng có một sợi dây, một cái đầu dây không có sợi và một sợi dây không có đầu. Để tìm lại được sợi dây nguyên vẹn của mình, tôi chỉ cần đặt cái đầu dây không có sợi, bắt vẻo trên cái sợi dây không có đầu và kéo chúng ra. Bây giờ sẽ đến một vấn đề còn khó khăn hơn. Vì mọi người đều biết rằng là hai cái đầu dây này cũng như chúng ta thôi ạ, nó đang đi tìm phân nửa của nó. Vì thế lúc nãy nó là hai cái sợi dây, bây giờ nó chỉ còn là một cái sợi dây hai đầu, vậy thì nó sẽ rất buồn và nó sẽ phải tìm về hai cái sợi dây của nó. Nhưng mà hai cái sợi dây này nó sinh ra, nó vốn là thuộc với nhau. Vì vậy khi tôi kéo cái sợi dây bên này thì sợi dây bên này ngày càng dài ra, trong khi cái sợi dây bên kia ngày càng ngắn lại. Và nếu như tôi dừng ở đây thì tôi sẽ có một cái sợi dây dài thật là dài và một sợi dây ngắn bé tí xíu, chả đẹp đẽ chút nào cả. Nhưng hai cái sợi dây này nó sinh ra là để thuộc về nhau. Vì vậy khi tôi đặt cái sợi dây dài này quấn sợi dây ngắn, quấn quanh sợi dây dài, thì sợi dây ngắn nó sẽ chạy theo sợi dây dài. Sợi dây dài ngày càng dài ra và sợi dây ngắn ngày càng ngắn lại. Kết thúc chuyện này chỉ là vấn đề cái nút thắt. Và giải quyết nốt việc vấn đề cái nút thắt này sẽ tập trung lại chỉ là một đầu dây của một sợi dây.